Sequence of tenses, sự phối hợp các thì trong câu có hai mệnh đề trở lên, các động từ phải có sự phối hợp về thì. Ý ngắn, sự phối hợp của các động từ trong mệnh đề chính, main clause, và mệnh đề phụ, subordinate clause. Main clause, subordinate clause, simple present, present perfect, present tenses, present continuous, simple future, near future, simple past, nếu có thời gian xác định ở quá khứ, simple past. Simple past, past perfect, past tenses, past continuous, would cộng V, being, was, were, going, to cộng V, being. Simple present, nếu diễn tả một chân lý, present perfect, simple present, past perfect. Simple past S, people have said that London has fog. She said she has finished her homework already. She said she would visit me again. Tom says he will visit me again. They had done that was necessary. He says he was born in 1980. My teacher said that the sun rises in the east. Mary said that she was cooking then. 2. Sự phối hợp của các động từ trong mệnh đề chính và mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian, adverbial clause of time. Main clause, adverbial clause of time, present tenses, past tenses, past tenses, future tenses, present tenses, present tenses, tất cả các thì hiện tại tùy theo ngữ cảnh của câu. Past tenses, tất cả các thì quá khứ tùy ngữ cảnh của câu. Future tenses, tất cả các thì tương lai tùy ngữ cảnh của câu. X, he never go home before he has finished his work. He often read a newspaper while he am waiting for the bus. We will go as soon as you have finished your work. It was raining hard when he got there. The train had already left when he arrived at the station. Please wait here until he come back. Sau mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian thường được bắt đầu với các liên từ chỉ thời gian when as, khi, until, till, cho đến khi, just as, ngay khi, whenever, bất cứ khi nào, why, trong khi, no, sooner, than, ngay khi, before, trước khi, hardly, when, khó, khi, after, sau khi, as long as, chừng nào, cho đến khi, as soon as, ngay sau khi, xin, từ khi, lưu ý. Không được dùng thì tương lai, future tenses, trong các mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian có thể thay bằng thì hiện tại. Trong trường hợp dùng từ nối xin lưu ý, S. She has played the piano since she was 10 years old. He has been studying English since he came here. Expression of quantity, sự diễn tả về số lượng. E, some, any, một ít, một vài, một some. Some được đặt trước danh từ đếm được số nhiều, plural countable noun, hoặc danh từ không đếm được, uncountable noun trong câu xác định. X, he won some meal. He saw some stranger in his house yesterday. My mother needs some eggs. Đôi khi some được dùng trong câu hỏi, mời ai dùng thêm gì hoặc một đề nghị lịch sự. X, would you like some more coffee? May he go out for some drink? 2. Any thường được đặt trước danh từ đếm được hoặc danh từ không đếm được trong câu phủ định hoặc nghi vấn. X, do you want any sugar? She didn't see any boy in her class. Does your sister need any eggs? Lưu ý, các đại từ phiếm chỉ, something, anything, someone, anyone, somebody, cũng theo cách dùng trên. X, he don't see anything on the table. Is there anybody in your house now? He want to do something to help her. 2. Most of, phần lớn, đa số, một, most. Most dùng trước danh từ đếm được số nhiều hoặc danh từ không đếm được. Most là từ hạn định trong cấu trúc X, most children are fond of sweet. Most beautiful material is expensive. Most beer has been drunk. Most student in my class like watching football. 2. Most of dùng trước cụm danh từ số ít hoặc số nhiều. X, most of these students are intelligent. Most of her friends have well-paid jobs. We spend most of our leisure time watching TV. He has finished most of the exercises in this book. Các cụm danh từ đứng sau most of thường xác định phải có the, this, this, those. Hoặc các tính từ sở hữu me, his, her. X, most boy and girl have given thought to their future job. Most of the boy and girl in my class want to choose well-paid job. 3. Most many are great deal of a large number of a lot of nhiều. X, he don't have much time for nightclub. There are so many people here that he feel tired. A large amount of air pollution come from industry. She has got a great deal of homework today. Did you spend much money on the beautiful car? Yes, he spent a lot of money on them. He want to have a lot of car. There's plenty of milk in the fridge. There are plenty of eggs in the fridge. He saw a lot of flower in the garden yesterday. A large number of students in this school are good. Lưu ý, khi trong câu xác định có các từ very to, so as thì phải dùng most hoặc many. X, there was so much traffic that it took me an hour to get home. There are too many mistakes in your writing. IV,
Few a few, little a little, ít một ít một vài một. Few a few, dùng trước các danh từ đếm được số nhiều, plural countable noun. Few, rất ít, hầu như không có, ít hơn những gì bạn muốn hoặc mong đợi. SE. Don't want to take the trip to you because he has few friends there. They hardly find a job because there are few jobs. A few, một vài, gần nghĩa với some. S, you can see a few houses on the hill. A few people left early. There are a few empty seats here. He recognized a few of the other guests. 2. Little a little, dùng trước các danh từ không đếm được, uncountable noun. Little, rất ít, ít hơn những gì bạn muốn hoặc mong đợi. S, there was little doubt in my mind. He had very little time for reading. He understood little of what he said. A little, một ít, một chút, gần nghĩa với some. S, he need a little help to move this book. It caused a little confusion. Would you like a little soon on your vegetable? Style, văn phong, style là những kiểu hành văn để diễn đạt một câu nói theo nhiều cách khác nhau. Những cách diễn đạt một câu văn có thể là dùng tính từ thay cho danh từ hoặc ngược lại. S, there is a determination to overcome problem. And children are determined to overcome problem. Adjective, they show no interest in the picture. And they are interested in the picture. Adjective, dùng động từ thay cho danh từ hoặc ngược lại. S, we had a look at the picture. We look at the picture. N, V, he had an intention of making a journey with her. N, he intended to make a journey with her. V, dùng thể bị động của động từ thay cho thể chủ động hoặc ngược lại. S, Mary has finished her homework. Mary's homework has been finished. We should keep dangerous chemical in safe places. Dangerous chemical should be kept in safe places. Dùng trạng từ thay cho tính từ hoặc ngược lại. S, he is a careful driver. He drive carefully. Adjective, adverb, Tom is a good student. Tom study well. Adjective, adverb, Mary can type well. Mary is a good typist. Adverb, adjective, lưu ý, khi đổi cách hành văn, ta cần lưu ý sự thay đổi của giới từ, tính từ hoặc phó từ trong câu. Adjective cộng N, adverb cộng VV cộng O cộng adverb S. He has a strong desire to become a doctor. Adjective cộng N, he strongly desire to become a doctor. Adverb cộng V, they gave some careful thought to the problem. Adjective cộng N, they thought about the problem carefully. V cộng O cộng adverb, một số từ được sử dụng dưới dạng động từ, verb và danh từ nào. 1. To look at, to have a look at, nhìn vào. 2. To think about, of to give thought to, nghĩ. 3. To be determined to. To have a determination, to quyết tâm. 4. To know about, to have knowledge of. Biết. 5. To tend to have a tendency to, có khuynh hướng. 6. To intend to cộng infi. To have intention of, dự định. Cộng V-I-N-G. 7. To desire, to have a desire, ao ước. 8. To wish, to have, express a wish, ao ước. 9. To visit SB, to pay a visit, to SB, to pay SB, a visit, thăm viếng. 10. To discuss STS, to have a discussion about, thảo luận. 11. To decide, to make a decision, to quyết định. 12. To talk, to have a talk with, nói chuyện. 13. To explain STS, to give an explanation for, giải thích. 14. To go SB, to give SB a go, gọi điện cho. 15. To be interested in, to have interest in, thích. 16. To drink, to have a drink, uống. 17. To photograph, to have a photograph of, chụp hình. 18. To cry, to give a cry, khóc kêu. 19. To laugh at, to give a laugh at, cười nhạo. 20. To welcome SB, to give SB a welcome, chào đón. 21. To kiss SB, to give SB a kiss, hôn. 22. To ring SB, to give SB a ring, gọi điện. 23. To warn, to give warning, báo động, cảnh cáo. 24. To try, to cộng infi, to make an effort, to make an attempt, to cố gắng. 25. To meet SB, to have a meeting with SB, gặp ai. 26. To succeed, to make a success, thành công. 27. To be you, to be in you, được sử dụng. 28. To rest, to have a rest, nghỉ ngơi. 29. To sleep, to have a sleep, ngủ. 30. To bed, to have, take a bath, tắm. 31. To examine, to have an examination, khám, kiểm tra, xem xét. 32. To agree, to be in agreement, đồng ý. 33. To disagree, to be in disagreement, không đồng ý. 34. To contact SB, to have contact with SB, liên lạc, quan hệ. 35. To exchange, to have an exchange of, trao đổi. 36. To argue with SB, to have an argument with SB, tranh cãi với ai. 37. To complain about, to have a complain about, phàn nàn về. 38. To land, to make a landing, hạ cánh. 39. To receive STS, to be in receipt of STS, nhận.
40 to need to have a need option, 41 to love SB to fall in love with SB UI, 42 to brush STS to give STS a brush chảy, 43 to arrange with SB. To have an arrangement with SB, sắp xếp emphasis giảm nhấn mạnh khi muốn câu có ý thuyết phục hơn và nghĩa mạnh hơn người ta dùng hình thức nhấn mạnh emphasis. 1. Nhấn mạnh trong phát âm emphasis in pronunciation khi muốn nhấn mạnh một từ ta đọc từ đó mạnh hơn, lớn hơn hoặc với ngữ điệu cao hơn. Ta cũng có thể kéo dài nguyên âm hoặc ngưng lại trước từ được nhấn mạnh. 2. Nhấn mạnh trong cách viết emphasis in writing a động từ verb X, John visited her yesterday. John did visit her yesterday. E like coffee, E do like coffee. B tính từ adjective X, traveling by air is fast, it is fast to travel by air. R. Learning a foreign language is necessary. It is necessary to learn a foreign language. We found that getting a visa was impossible. We found that it was impossible to get a visa. C. Danh từ. Đại từ hoặc trạng từ, noun, pronoun or adverb để nhấn mạnh danh từ hoặc đại từ. Ta có thể dùng các đại từ nhấn mạnh emphatic pronoun, myself, yourself, himself, herself, itself, ourself. Themself, đại từ nhấn mạnh thường đứng ngay sau từ được nhấn mạnh hoặc đứng cuối câu. Expect himself broke the new to me. E myself I'm wrong. Để nhấn mạnh trạng từ, ta đưa trạng từ ra đầu câu và đảo ngữ. X really has a new film produced such positive review. Để nhấn mạnh danh từ, đại từ hoặc trạng từ, ta cũng có thể dùng cấu trúc X. England won the World Cup in 1966. It was England that won the World Cup in 1966. I love you, it is you that who I love. The accident happened last night. It was last night that the accident happened. Lưu ý dạng câu có hai mệnh đề như sau. X, I need water. I don't need milk, it is water, not milk that I need. I saw hoa. I didn't see land, it was hoa, not land that I saw. D. Command, câu mệnh lệnh khẳng định affirmative command. X. Listen to me please, do listen to me please. Visit us sometime, do visit us sometime. Câu đề nghị phủ định negative command. X. Don't talk in class, don't you talk in class. Don't make too much noise, don't you make too much noise. Reported speech, lời nói gián tiếp indirect. Reported speech là lời tường thuật lại ý của người nói. Nếu động từ của mệnh đề chính ở thì simple present say, present perfect has said hoặc simple future will say. Thì trong lời trích dẫn ta chỉ đổi đại từ pronoun và chia động từ cho thích hợp với đại từ đó. S. The farmer says I hope it will rain tomorrow. The farmer says that he hope it will rain tomorrow. She has said I'm tired now. She has said that she is tired now. Nếu động từ trong mệnh đề chính ở thì simple past said. Thì trong lời trích dẫn ta phải đổi thì, đại từ và một số từ hoặc cụm từ chỉ thời gian, nơi chốn. Khi chuyển từ lời nói trực tiếp sang lời nói gián tiếp, ta cần lưu ý đến một số thay đổi sau. 1. Thay đổi thì động từ changes intenses of verb trực tiếp gián tiếp. Ví dụ simple present, simple past. I feel sick, he said he felt sick. Present continuous, past continuous. I'm writing a letter. He said he was writing a letter. Simple past, past perfect. I arrived at 5 giờ chiều. He said he had arrived at 5 giờ chiều. Present perfect, past perfect. I had seen that film. He said he had seen that film. Past continuous, past perfect con. I was living in Vientiane. Perfect continuous. He said he had been living in Vientiane. Simple future, future in the past. I shall go to Japan in July. He said he would go to Japan in July. Ta có thể dùng thì simple present thay vì simple past trong lời nói gián tiếp khi diễn tả một thói quen hay một chân lý. S. I work late every evening. He said he works late every evening. The sun rises in the east. The teacher said the sun rises rose in the east. Đối với các động từ khiếm khuyết modal verb không có dạng quá khứ, ta có thể mượn các động từ có cùng nghĩa. Must have to, would have to, must not, was, were not to, can, could, be able to, may, might, will, shall, would, should, be, going to, high. Thay đổi tính từ và trạng từ changes in adjective and adverb trực tiếp gián tiếp. Ví dụ this, that, those, they, then, that, say, the, say, before, the, previous, say, the, say, after, the, following, say, before. The week after, the, following week, I need this book. He said he needed that book. I'll take this with me. He said he would take those with him. I'll return here at 3 o'clock. He said he would return there. I'm going now. He said he was going then. I'll draw it today. He said he would draw it that day. He was in here yesterday. He said he had been in here the day before. We'll wait until tomorrow. They said they would wait until the day after. He was in Dallas 3 weeks ago.
He said he had been in Dallas 3 weeks before. I'll come to see her next week. He said he would come to see her the week after. This here now today yesterday tomorrow ago next week. Cách đổi câu trực tiếp sang câu gián tiếp y câu mệnh lệnh và câu yêu cầu order and request câu mệnh lệnh yêu cầu. Đề nghị được đổi từ trực tiếp sang gián tiếp thường được mở đầu bằng những động từ như order, command, tell, ask, request. Và theo sau là tân ngữ trực tiếp chỉ người nhận lệnh cộng động từ nguyên mẫu object cộng to infinitive. Ex hurry up lan. He told lan to hurry up. Shut the door. He order them to shut the door. Don't leave the room. He order them not to leave the room. Please don't tell anybody what happened. She asked me not to tell anybody what had happened. 2. Câu hỏi question có hai loại câu hỏi yes no và câu hỏi WS1. Câu hỏi yes no yeah. Yes no question trong lời nói gián tiếp loại câu hỏi này được mở đầu bằng các động từ ask, inquire, wonder, want to know, dùng if hoặc whether ngay sau động từ giới thiệu của mệnh đề chính. Đổi trật tự câu hỏi thành câu trần thuật và đổi các đại từ tính từ thì của động từ. X, have you seen that film? He asked if whether she has seen that film. Will Tom be here tomorrow? She wonder if whether Tom would be there the day after. 2. Câu hỏi WSWS question mở đầu bằng các nghi vấn từ như who, what, where, when. Trong lời nói gián tiếp loại câu hỏi này được mở đầu bằng các động từ ask, require, wonder, want to know, lặp lại từ để hỏi what, when, where sau động từ giới thiệu. Đổi trật tự câu hỏi thành câu trần thuật và đổi các đại từ tính từ thì của động từ. X, what time does the film begin? He wanted to know what time the film began. What will happen if she cannot find her passport? He wonder what would happen if she could not find her passport. Lưu ý, trong trường hợp câu trực tiếp có cả câu trần thuật lẫn câu hỏi thì khi đổi sang câu gián tiếp phần nào vẫn cứ đổi theo phần ấy. X, he had left me what at home? Can you tell me the time? He said that he had left his watch at home and asked me if he could tell him the time. 3. Câu cảm thán exclamation. Câu cảm thán thường được thuật lại bằng động từ exclaim, say that. X, what a lovely garden they had. He exclaimed, said that what a lovely garden they had. How hot it is. He exclaimed, said that how hot it was. IV. Câu trần thuật statement. Câu trần thuật được đổi từ trực tiếp sang gián tiếp thường được mở đầu bằng các động từ say tell. To say, that to say to somebody, to tell somebody. Đổi các đại từ nhân xưng, tính từ hoặc đại từ sở hữu sao cho tương ứng với chủ ngữ hoặc tân ngữ mệnh đề chính. Đổi thì của động từ thành thì quá khứ tương ứng, đổi một số tính từ chỉ định và trạng từ hoặc cụm trạng từ chỉ thời gian, nơi chốn X. He saw her yesterday, he said he had seen her the day before, the previous day, trường hợp đặc biệt special cases. Khi đổi từ câu nói trực tiếp sang gián tiếp, ta không đổi thì trong mệnh đề phụ ở các trường hợp sau dù mệnh đề chính ở thì quá khứ. 1. Động từ trong câu nói trực tiếp có thời gian xác định. X. He said he was born in 1980. He said that he was born in 1980. 2. Câu điều kiện loại 2, 3. X. He said if he were you, he wouldn't come here. He said if he were me, he wouldn't come there. 3. Quá khứ giả định trong which clause. X. If X. Mary said he wish he were a boy. Mary said that she wish she were a boy. 4. Trong lời nói trực tiếp có could, would, should, might, you to. Otto would rather, had better. X. Tom said to me, you had better not contact her. Tommy said to me, he had better not contact her. 5. Lời nói trực tiếp diễn tả một chân lý hoặc một tình huống không đổi. X. Me teacher said the sun rises in the east. Me teacher said the sun rises in the east. The passive and active sentences. Câu chủ động, câu bị động. Quan sát câu chủ động. Active sentences. Mr. Smith teaches English. Câu bị động. Passive sentences. English is taught by Mr. Smith. Quy tắc muốn chuyển một câu chủ động sang câu bị động, ta thực hiện các bước sau. AS và OPSVP by cộng agent 1. Tân ngữ chủ động bằng dấu lớn chủ ngữ bị động, lấy tân ngữ của câu chủ động làm chủ ngữ của câu bị động. X. Me father build the house. The house was built by me father. Nếu động từ chủ động có hai tân ngữ thì một trong hai tân ngữ có thể dùng làm chủ ngữ trong câu bị động. Tuy nhiên tân ngữ về người được sử dụng nhiều hơn. X. I'm writing her a letter. She is being written a letter. A letter is being written to her. 2. Động từ bị động. Nếu động từ chủ động ở thì simple present hoặc simple past thì động từ trong câu bị động sẽ là X. John deliver the newspaper every morning. The newspaper are delivered by John every morning. Me mother wrote that letter. That letter was written by me mother.
Nếu động từ chủ động ở thì present continuous hoặc past continuous, thì động từ trong câu bị động sẽ là as. He is asking me a lot of questions. I am being asked a lot of questions. She was doing her homework at that time. Her homework was being done at that time. Nếu động từ chủ động ở thì present perfect hoặc past perfect, thì động từ trong câu bị động sẽ là as. My mother has made that cake has been made by my mother. They had prepared a dinner before we came. A dinner had been prepared before we came. Nếu động từ chủ động dùng với các động từ như can, may, must, will, shall, have to, you to, thì động từ trong câu sẽ là as. My friend can answer this question. This question can be answered by my friend. The manager should sign this contract today. This contract should be signed by the manager today. 3. Chủ ngữ chủ động bằng dấu lớn by cộng tân ngữ bị động s. My mother made this cake. This cake was made by my mother. Made you, him, them, people, someone thường được bỏ trong câu bị động nếu không muốn nêu rõ tác nhân. S. Someone has sent me the flower. He has been sent the flower. Nếu tân ngữ trong câu bị động chỉ sự vật, sự việc thì ta dùng giới từ with thay by trước tân ngữ ấy. S. Smoke filled the room. The room was filled with smoke. 4. Vị trí của trạng từ hoặc trạng ngữ trong câu bị động. Trạng ngữ chỉ nơi trốn đứng trước by cộng tân ngữ bị động. S. The police found him in the forest. He was found in the forest by the police. Trạng ngữ chỉ thời gian đứng sau by cộng tân ngữ bị động. S. My parents are going to buy a car tomorrow. A car is going to be bought by my parents tomorrow. Trạng từ chỉ thể cách adverb of manner thường đứng giữa be và quá khứ phân từ. S. The scientist has studied the problem carefully. The problem has been carefully studied by the scientist. Một số dạng câu bị động. 1. Thể sai khiến causative form. Have get S. I had him repair me bicycle yesterday. I had me bicycle repair yesterday. S. I get her to make some coffee. I get some coffee made. 2. Động từ chỉ giác quan, verb of perception, she was here, look day. S. They saw her come in, she was seen to come in. They saw the lorry running down the hill, the lorry was seen running down the hill. 3. Động từ chỉ ý kiến, verb of opinion, say think, believe. Report rumor, S. People say that he is a famous doctor. It is said that he is a famous doctor. He is said to be a famous doctor. S. They thought that Mary had gone away. It was thought that Mary had gone away. Mary was thought to have gone away. 4. Câu mệnh lệnh imperative sentences. S. Write your name here. Let your name be written here. S. He let me go out. He was let allowed to go out.